Rồi, để bà Thanh Tính, em xin chào bà con, cô chú, anh chị nha. Hôm nay em có về mấy con bò mới đẹp. Em lên list cho anh chị tham khảo ha. Anh chị em từ gần xa đó, coi ưng ý con nào, cặp nào đó, thì alo số điện thoại của em nha. Số điện thoại của em, địa chỉ của em là ấp 4, xã Thành Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh nha bà con, cô chú, anh chị. Số điện thoại là 0389 047 298. Đây, chú đầu tiên là con 3B. Đó, 3B này cực đẹp nha. Cái tinh này là tinh hàng quyết nha bà con cô chú anh chị. Nói chung á là từ cái dàn mông, dàn dai, dàn đích ha, là dàn dai luôn, cực kỳ đẹp. Đây, để em quay tổng thể hết con bò cho anh chị xem ha. Đã từ dàn chân luôn nè, anh chị thấy không? Đây là dàn chân nè. Nói chung á là dàn chân là cực kỳ đẹp luôn ha, dàn móng luôn, rất là đẹp bò nha anh chị. Độ tuổi là 7 tháng bò, chiều cao tầm 1m1. 1m1 nha anh chị. Dàn cổ rất là cục nè. Cổ rất là gút, mới về nó đứng cứng khó coi quá anh chị ơi. Mới về tới ha. Đây em quay kỹ tổng thể con bò số 1 cho anh chị xem. Cho tuổi 7 tháng. Sau đây em báo giá con bò 3B nè, đầu chuồng số 1 này cho anh chị tham khảo giùm em ha. Có giá tại chuồng là 22.500.000 nha bà con cô chú anh chị. Đây, anh em chị em nào có thấy vừa ý con 3B này, dạ alo số điện thoại của em nha. Số điện thoại của em là 0389 047 298. Địa chỉ là ấp 4, xã Thành Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh nha bà con cô chú anh chị. Đây dàn mặt nè. Em sẽ quay dàn cổ tổng thể kỹ cho anh chị xem ha. Dàn dai là cực kỳ đẹp luôn nha. Con số 1 là 22.500.000. Con số 1 độ tuổi 7 tháng nha, chiều cao tầm 1m1 nha anh chị. Đó. Tiếp con số 2. Con số 2 là con kem vàng. Con kem vàng đích muối nha. Kem vàng đó, kem mà nhưng mà nó đít muối luôn nè, ít có ha, mẫu như vậy năm nghe bà con cô chú anh chị. Độ tuổi là 8 tháng bò. Chiều cao cũng tầm 1m1 lẻ nha. Ta kiền cổ cực kỳ đẹp luôn, dàn mặt luôn. Đây dàn chân em quay tổng thể hết con bò anh chị xem ha, tham khảo giùm em. Đây. Đó. Dàn yếm, dàn mông, dàn chân, dàn móng. Đây là em sẽ quay kỹ lắm, từ dàn mặt, dàn cổ luôn cho anh chị tham khảo giùm em, dàn cổ ngay. Bò em lúc nào cũng dàn cổ ngay hết nha. Mỏ to nè, mặt bươi nè. Lúc nào em đây nói chung là em lựa nghe anh chị. Ở đây là trẻ của em là em lựa. Những mẫu nào mà em vừa ý, ưng ý gì á thì em sẽ bắt về giao cho đây để cho anh chị tham khảo. Nuôi rồi để ngày sau rằng mình bán có giá đạt rồi mình quay lại ủng hộ giùm em nữa. Nói chung ở đây em không có bắt hàng lấu ha. Đây, cái dàn dai con bò này em sẽ bao anh chị luôn. Một căn tay không hết cái dàn lưng. Cực kỳ pin luôn, cực kỳ đẹp, dàn mông to luôn nè. Đây xin em xin báo giá với con bò này cho anh chị tham khảo giùm em nha. Giá tại chuồng là 23 triệu nha bà con cô chú anh chị. 23 triệu. Ở đây là trại em bao ăn uống tật lỗi hết nha bà con cô chú anh chị. Em sẽ bao ăn uống tật lỗi hết cho khách hàng gần xa tham khảo giùm em. Đó. Đây là con số 3, số 2. Rồi tiếp con số 3 nè. Là con 3B siêu xám. Độ tuổi 6 tháng bò. Đòn dài ha, chân thẳng, dàn móng rất là đẹp bò. Chiều cao là 1m05. Với độ tuổi 6 tháng nha. Độ tuổi 6 tháng bò. Đây em quay tổng thể hết dàn mông, dàn chân cho anh chị tham khảo giùm em. Đúng rồi. Đó, 6 tháng. Sau đây em báo giá tại chuồng luôn cho anh chị tham khảo giùm em. Đây, con siêu xám. Con số 3. Dàn dai đây. Dàn dai cực kỳ hở luôn. Bò em lúc nào em cũng bao dàn dai hở ha. Dàn cổ ngay. Cổ ngay mà rất là gút nha. Cổ nó rất là gút lại như cổ ngắn ha bà con cô chú anh chị. Cổ nó rất là ngắn. Ở đây là cổ dài em không bắt ha. Từ dàn mặt luôn. Đó. Từ sáng giờ là ăn gom thôi bà con cô chú anh chị ơi. Nói chung là ổng không có nhà cho nên ăn gom. Từ sáng giờ là sống vì gom với uống nước lã thôi. Bò em là rất là hụt cỏ. Nếu anh chị em nào mà đủ cỏ đó, chung về bắt bọn em rất là mau lên đó. Với con 3B siêu 8 giá tại chuồng em báo luôn em, giá tại chuồng là 16 triệu nha bà con cô chú anh chị. 16 triệu là con siêu 8. Và con số 4 là con 3B bông. Độ tuổi 7 tháng, chiều cao tầm 1m1. 7 tháng bò, chiều cao tầm 1m1 nha. Sau đây em báo giá con 3B bông này luôn. Tuổi 7 tháng, chiều cao 1m1, dàn dai đẹp. Cực kỳ dàn dai luôn nè. Dàn cổ ngay.
có giá tại trường là 21 triệu nha bà con cô chú anh chị. Quà này nó bự bò nha, 21 triệu, lặn mơ bê bông con số 4. Sau đây em có về một con bò lỡ tầm 9 tháng bò. Đây em quay tổng thể hết anh chị xem. Con bò này bao nước ăn uống nha, tạc lỗi là em bao hết, khủng khiếp nước nó ăn luôn. Anh chị xem nè, về hồi nãy giờ cỏ cù cũng hết mà đùa gom qua giờ nó ăn nó tém rồi nè. Uống nước lạnh là cái bằng xô luôn á, uống xô xô luôn, nãy giờ thấy thương lắm. Ăn rất là giỏi ha. Chiều cao tầm 1m2, 1m1 mấy, 1m2 đổ lại nghe bà con cô chú anh chị. Đằng mỏ cực kỳ đẹp luôn. Đằng mỏ nè, đằng mặt nè, khỏi chê, con bò nó không có chê được chỗ nào. Đó, nó lúc cái cổ ra anh chị xem nè. Đó, thấy không, đằng mỏ nè, mặt nè, từng cổ có xíu à, ngắn ngủn luôn. Dằn móng nè, dằn móng của mình nè, cực kỳ vững luôn nha bà con cô chú anh chị. Rất là vững, dằn móng rất là vững. Đó, anh chị thấy không, dằn mông, dằn mông cũng rất là đẹp. Em sẽ bao dằn dai tại vì mới về nó hơi nhát ha bà con cô chú anh chị. Dằn mông rất là đẹp nha, pin bò dằn dai nè, cực kỳ hở không, thấy không. Em quay kỹ lưỡng lại cho anh chị xem, tham khảo giùm em con bò này nha. Nói chung con bò này quá đẹp, bỏ không được, mua cũng giá nhát cục lửa luôn. Con bò này nhát cục lửa luôn, là thật sự là mình mua giá nhát cục lửa luôn mà. Nhưng mà đổi lại nó rất là pin nha, rất là đẹp, nước ăn là mình ghiền liền. Nó về từ nãy giờ, nói chung về từ hồi cũng 11-12 giờ tới giờ nước ăn đó là mình không thể chưa được. Chiều cao tầm 1m2, có giá tại chuồng là 25.500.000 nha bà con cô chú anh chị. Nó bự bò rồi nha, 9 tháng bò, cao tầm 1m2 rồi nha, 1m2. Bao dằn dai, dằn mông cực kỳ đẹp luôn, dằn chân rất là đẹp luôn. Mới về nó đứng cái dòng thấy ghét quá, quay không kỹ được. Đây, dằn đầu dằn mặt nó nè, anh chị xem nè. Đó, dằn dai nè, thở dai luôn. 25.500.000 nha, có giá tại chuồng là 25.500.000 con bò kem trắng, cho độ tuổi 9 tháng bò nha bà con cô chú anh chị. Về nó hơi nhát, mới về nó hơi nhát. Đây em đứng xa nè, em quay tổng thể hết anh chị xem giùm em tham khảo nha. Anh chị em nào có ưng ý thì alo số điện thoại của em nha. Địa chỉ của em là ấp 4 xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh nha. Số điện thoại của em xin nhắc lại là 0389 047 298. Anh chị em nào có dự ý thì alo với số điện thoại của em, có dự ý ưng ý với con nào đó. Con bò này 9 tháng rồi bà con cô chú anh chị ơi, mình dỗ về tới Tết là mình ra rồi ha. Giờ tới Tết thôi, nước ăn uống là mình khỏi chê. Đây là con số 5 là 25.500.000. Còn những chú trong đây là tối nay em giao rồi nha, tối nay em giao vào Hậu Giang hết rồi. Một con ba bê đen này thì em giao về ngoài gạch bàn của mình, ở cống bảy cửa. Còn bốn con này là về Hậu Giang của mình hết rồi nha. Anh chốt hết rồi, anh chốt, anh bỏ cọc rồi, rồi bắt đầu anh làm dấu luôn nè. Tự làm dấu luôn, anh sợ mình đói bò nhưng mình không làm vậy đâu ha. Đó, ngày mai tiếp tục bò em về nữa nghe bà con cô chú anh chị. Anh em nào có tham khảo, có yêu thích cái trại của em, thích mua thì alo số điện thoại của em, hoặc là chạy trực tiếp coi giùm em ha. Địa chỉ của em ấp 4 xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh nha bà con cô chú anh chị. Rồi em xin chào và hẹn lại cái video sau. Trại em là sát lỗ lớn luôn nha bà con cô chú anh chị. Đó, sát lỗ lớn luôn nè. Rồi bà con cô chú anh chị nhớ ủng hộ bà trại bò Thanh Tính nha. Rồi em xin chào và hẹn lại cái video sau.